Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Ngày 10 tháng 4, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Các đồng chí thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tập trung lãnh chỉ đạo có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, toàn huyện đã gieo trồng được trên 3.500 ha cây trồng các loại, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 65,6 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn 12,2 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán năm. Công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động được đẩy mạnh, đã đưa 108 người đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục y tế chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong quý 1 đã ban hành 119 văn bản, tổ chức thành công 12 hội nghị, tiếp nhận và xử lý 395 văn bản các loại, kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Quý 2 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã thị trấn tập trung thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị gieo trồng vụ hè thu đúng thời vụ, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chỉ đạo việc sáp nhập thôn bản, tiểu khu có quy mô dưới 150 hộ, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các đề án kinh tế trọng điểm của huyện, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý tài nguyên đất đai, tổ chức kiểm điểm, xử lý các tập thể cá nhân có sai phạm trong vụ khai thác rừng trái phép tại xã Thanh Hóa. Tập trung thu ngân sách, xử lý nợ đồng thuế, tăng cường công tác an sinh xã hội, quan tâm đời sống của nhân dân. Sáng ngày 12 tháng 4, đồng chí Lê Minh Ngân, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chuyến kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Tuyên Hóa. Đi cùng đoàn ở tỉnh có đại diện lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ở huyện có đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Huyện Tuyên Hóa hiện có trên 96,2 nghìn ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên 81 nghìn ha, diện tích rừng trồng trên 6,6 nghìn ha. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động các biện pháp để hạn chế các nguyên nhân gây ra cháy rừng. Nhờ đó, trong thời gian qua chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở huyện Tuyên Hóa. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết chuyển biến bất lợi, tình trạng nắng nóng có thể kéo dài là nguyên nhân dễ xảy ra cháy. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các ban ngành chức năng các địa phương tập trung tuyên truyền phổ biến các kiến thức cho người dân về ý thức phòng cháy chữa cháy rừng, ý thức sử dụng lửa trong rừng, ven rừng và gần rừng, tăng cường công tác dọn thực bì ra khỏi rừng, thường xuyên vệ sinh rừng và xây dựng các đường băng cản lửa. Các lực lượng chức năng chủ rừng cần tăng cường tuần tra kiểm tra rừng, nhất là ở các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Các địa phương đầu tư trang cấp các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng và chủ động phương tiện, con người để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, vân vân. Ngày 11 tháng 4, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong quý 1, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Việc sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc thẩm quyền đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác kiểm tra giám sát được tổ chức thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra. Trong quý 1, cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra 17 tổ chức đảng, 6 đảng viên, giám sát 3 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 7 đảng viên, giải quyết 27 đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo. Công tác dân vận được chú trọng, tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình dân vận khéo,
kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình đời sống của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ký kết quy chế phối hợp giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó cũng đã thực hiện tốt chính sách cán bộ đảng viên, đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 84 đồng chí, xét kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận chính thức 33 đảng viên, vân vân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong quý 2 năm 2018, các cơ quan đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng hoàn thiện việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng của các địa phương, cơ quan, ban ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chủ động nắm tình hình địa bàn, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét kết luận, xử lý công minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vân vân. Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, các cơ quan đơn vị, cả xã thị trấn trên địa bàn huyện. Quý 1 năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của huyện Tuyên Hóa duy trì và phát triển tương đối ổn định. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã gieo trồng được 3.445,5 ha cây trồng các loại, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ước đạt 65,638 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Tổ chức tổ tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ, toàn huyện trồng được trên 33.800 cây các loại. Công tác xử lý việc khai thác gỗ trái phép thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ quản lý được tập trung chỉ đạo. Trong quý 1 đã bắt và xử lý 21 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 33,94 mét khối gỗ các loại. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được của toàn huyện lên 237 tiêu chí, bình quân đạt 12,5 tiêu chí trên một xã. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 12,2 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đủ chỉ tiêu, đúng luật định, vân vân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị trong quý 2 năm 2018, các phòng ban đơn vị cả xã thị trấn tập trung chỉ đạo chăm sóc bảo vệ cây trồng và thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị các khâu cần thiết phục vụ sản xuất vụ hè thu, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ đưa xã Tiền Hòa về đích nông thôn mới trong năm 2018, đẩy mạnh công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu nợ đồng thuế, kịp thời giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định, vân vân. Ngày 10 tháng 4, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung giải quyết các vụ việc nổi lên về an ninh nông thôn, tôn giáo, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong quý 1, phòng tiếp dân của huyện đã tiếp nhận 29 lượt 50 công dân đến phản ánh kiến nghị, đã tiếp nhận và xử lý 37 đơn. Lực lượng công an huyện đã điều tra làm rõ 10 vụ trên 14 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi tài sản trị giá trên 34 triệu đồng, phát hiện bắt 8 vụ trên 39 đối tượng đánh bạc. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư kiểu này tố cáo được xử lý kịp thời, đúng quy định. Lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng đã phát hiện 96,96 mét khối gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 6 khai thác tập kết trái phép tại tiểu khu 19 thuộc địa bàn xã Thanh Hóa và phá rỡ lán rừng trái phép trong rừng. Bắt giữ, lập biên bản và xử lý 21 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu trên 33 mét khối gỗ, thu ngân sách trên 263 triệu đồng. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát các con đường tư pháp được thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy đảng chính quyền tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện tham nhũng, lãng phí xảy ra trong cơ quan, đơn vị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, chủ động đảm bảo an ninh trật tự các khu vực địa bàn trọng điểm, chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở để tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tăng cường mối quan hệ phối kết hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và giữa các khối nội chính, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự cơ sở, nhất là vấn đề an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, vân vân.
Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4, tại các cụm xã Châu Hóa, Cao Quảng, cụm xã Mai Hóa, Ngư Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Mạo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách cụm chủ trì hội nghị. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2018 trong điều kiện khó khăn, song với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nên đã tạo được chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Toàn huyện đã gieo trồng được trên 3.500 ha cây trồng các loại, vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục duy trì và phát triển nghề nuôi ong lấy mật, nuôi cá ao hồ và lồng bè. Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Chỉ đạo hướng dẫn trồng rừng, khôi phục diện tích rừng trồng bị gãy đổ do bão. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đã bắt và xử lý 21 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 33,94 mét khối gỗ các loại, thu vào ngân sách nhà nước 253,9 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 65,638 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, vân vân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị đề xuất tháo gỡ một số khó khăn mà địa phương gặp phải nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà huyện đã đề ra trong quý 2 năm 2018. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy đề nghị trong quý 2 năm 2018, cấp ủy chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng cường chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Vừa qua, cụm xã Văn Hóa Tiến Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng quý 1 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Lư, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, phụ trách cụm chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2018, cấp ủy chính quyền các xã Văn Hóa Tiến Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, việc gieo cấy vụ đông xuân cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn huyện đã gieo trồng được trên 3.500 ha cây trồng các loại, trong đó xã Văn Hóa gieo trồng được 213,5 ha, xã Tiến Hóa 255,7 ha. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, hai xã đã tham gia trồng được trên 10.900 cây. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã đã và đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, với quyết tâm đưa xã Tiến Hóa cán đích năm 2018. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên được chú trọng, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, vân vân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Lư, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đề nghị trong quý 2 năm 2018, cấp ủy chính quyền các xã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án trọng điểm của huyện và địa phương, chỉ đạo củng cố và phát triển quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cùng an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vân vân. Ngày 8 tháng 4, Trung tâm Giáo dục Dạy nghề huyện Tuyên Hóa phối hợp cùng với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân sư phạm ngành giáo dục mầm non hệ vừa học vừa làm khóa 2015-2018. Khóa đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học giáo dục mầm non hệ vừa học vừa làm được Trường Đại học Vinh liên kết với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình khai giảng tại huyện Tuyên Hóa vào tháng 5 năm 2015 với tổng số 42 sinh viên là các giáo viên mầm non cả trường trong và ngoài huyện Tuyên Hóa. Trong quá trình học tập, sinh viên được các giáo viên khoa giáo dục Trường Đại học Vinh trực tiếp giảng dạy với tổng số 30 học phần, tương đương 90 tín chỉ. Kết thúc khóa học, 42 sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và 100% sinh viên đạt kết quả tốt nghiệp xếp loại khá. Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trường Đại học Vinh, thư ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh công bố quyết định tốt nghiệp đại học và trao bằng cử nhân cho các sinh viên khóa học. Việc mở lớp đào tạo liên thông đại học có phần cho các giáo viên mầm non có điều kiện chuẩn hóa bằng cấp, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm cho việc nuôi dạy trẻ, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác dạy học trong giai đoạn hiện nay. Hội nông dân xã Lê Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả. Tham gia tổ hội có 42 thành viên là những hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn xã.
Tổ hội có nhiệm vụ tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng, đồng thời phản ánh nguyện vọng của các hộ sản xuất tới các tổ chức liên quan về vấn đề nông nghiệp. Thông qua tổ hội nghề nghiệp để tìm kiếm đầu ra, trao đổi, thương lượng với các cơ sở thu mua về mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm. Đây cũng là một trong những tổ hội nghề nghiệp đầu tiên ở huyện Tuyên Hóa, được thành lập theo đề án xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp do Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhằm có phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tại buổi ra mắt, tổ hội đã thống nhất thông qua quy chế và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, qua đó xây dựng tổ hội ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mặc dù chưa đến kỳ thu hoạch, song qua quá trình thăm đồng cho thấy ngô vụ đông xuân trên địa bàn xã Cao Quảng đang phát triển tốt hơn so với vụ trước. Vụ đông xuân năm nay, xã Cao Quảng xuống giống trên 72 ha diện tích ngô, chủ yếu là các giống ngô lai như TAC558, NK6326. Đây là các giống phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, có khả năng trồng cho tốt với thời tiết và sâu bệnh, được bà con nhân dân tin dùng. Nhờ tuân thủ đúng lịch thời vụ, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, ngô đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ chín, bắp to, hạt chắc và đều. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân xã Cao Quảng, với tình hình thời tiết diễn biến khá thuận lợi, vụ ngô đông xuân năm nay tiếp tục được mùa. Năng suất ước đạt 53 tạ trên 1 hectare, sản lượng dự ước 375 tấn, đạt 106% kế hoạch. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã đang chỉ đạo bà con nông dân tích cực thăm đồng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hoạch ngô đảm bảo năng suất và sản lượng trong thời gian tới. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đã tiến hành thu hoạch khoai lang vụ đông xuân năm 2017-2018. Vụ đông xuân năm 2018, trạm quản nông huyện đã liên kết với công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, Hoài Đức, Hà Nội, chọn 2 hectare đất màu ở thôn Hà Nam, xã Nam Hóa để đồng khảo nghiệm giống khoai lang tinh bột hạt NVMI và KL20209. Tham gia mô hình, ngoài việc được cán bộ kỹ thuật công ty hướng dẫn cách trồng và chăm sóc giống khoai lang tinh bột, bà con nông dân còn được hỗ trợ một phần giống, phân bón. Qua thực tế, sản xuất trong điều kiện khí hậu bất thường, mưa rét kéo dài, nhưng nhờ áp dụng quy trình sản xuất đúng hướng dẫn đến diện tích khoai lang phát triển tốt. Theo đánh giá kết quả của mô hình, sau 4 tháng trồng, 1 hectare cho năng suất 11,83 tấn củ, cao hơn hẳn so với giống khoai lang khác. Lợi nhuận thu được của mô hình sản xuất khoai lang tinh bột so với cây màu vụ đông đạt trên 2 triệu trên một sào. Ngoài ưu thế về hiệu quả kinh tế, mô hình sẽ có phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng trên địa bàn xã. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với chất đất nhằm dần thay thế những cây trồng kém hiệu quả và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân là một trong những giải pháp hướng đi đúng đắn mà huyện Tuyên Hóa đã và đang lựa chọn nhằm cải thiện đời sống, có phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tuần từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2018. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tuyên Hóa đã tăng cường thực hiện các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ va chạm, tai nạn trên địa bàn. Kết quả công tác, đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tổ chức 15 ca tuần tra kiểm soát, có 73 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 51 trường hợp vi phạm, trong đó có 15 trường hợp ô tô, 36 trường hợp mô tô. Lập biên bản vi phạm 49 trường hợp, tạm giữ phương tiện 34 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 15 trường hợp, xử phạt tại chỗ theo thủ tục không lập biên bản 2 trường hợp, thu 300.000 đồng. Dự kiến, số tiền xử phạt theo biên bản đã lập 81.436.000 đồng. Đối với công tác xử lý vi phạm, ra quyết định xử phạt 36 trường hợp, trong đó có 13 ô tô, 23 mô tô. Thu vào ngân sách nhà nước 39.075.000 đồng. Trả lại giấy tờ tạm giữ 8 trường hợp, trả lại phương tiện 21 trường hợp, giao xe 7 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 trường hợp. Phó trưởng công an huyện, Trung tá Võ Thanh Bình. Thưa quý vị và các bạn, trồng nấm là mô hình kinh tế không cần quá nhiều vốn, quy trình chăm sóc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tận dụng những lợi thế đó, thời gian qua, xã Cao Quảng đã đưa vào trồng thử nghiệm mô hình nấm sò, nấm linh chi tại các hộ gia đình, bước đầu phát huy có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Chị Trương Thị Hương ở thôn Quảng Hòa, xã Cao Quảng là một trong những điển hình về trồng nấm trên địa bàn. Gia đình chị là hộ khó khăn của xã, thu nhập chính chủ yếu đến từ sản xuất nông nghiệp. Vợ chồng chị phải làm thêm nhiều nghề để trang trải các chi phí sinh hoạt trong gia đình. Tháng 11 năm 2017, được sự khuyến khích của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ một phần vốn từ dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo SRDP tỉnh Quảng Bình,
chị mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm 1.500 gốc nấm linh chi và 600 gốc nấm sò trên diện tích 32m² đất vườn nhà. Tuy mới lần đầu trồng nấm nhưng được hỗ trợ kỹ thuật từ dự án SRDP tỉnh nên hiệu quả đem lại là rất khả quan. Sau hơn 4 tháng tích cực chăm sóc, 600 bịch nấm sò đã được xuất bán thường xuyên với trên 150kg, giá thị trường 35.000 đồng trên 1kg, gia đình chỉ thu lãi trên 5 triệu đồng. Thời gian qua thì được cả cấp ủy chính quyền là quan tâm hỗ trợ cái vốn để bắt đầu gia đình là bắt đầu là vô mân nấm thì chứ cùng và tập huấn cả cái kỹ thuật để mà biết thì cũng có biết làm nấm dưới răng thì cái cách làm nấm thì cũng dễ, vốn thì bỏ ra ít. Hiện tại thì giá cả trên thị trường cao nên cũng bán được nấm và cũng có trang trải trong gia đình. Chị Trương Thị Hương cũng là một trong những thành viên tích cực của tổ hợp tác trồng nấm xã Cao Quảng. Được thành lập vào cuối tháng 8 năm 2017, hiện nay tổ có 10 thành viên tham gia mô hình trồng nấm với các loại nấm như linh chi, nấm sò, mộc nhĩ. Bước đầu thực hiện mô hình, các hộ trồng chỉ bỏ ra nguồn vốn đối ứng khoảng 6 triệu đồng. Mỗi thành viên được dự án SRDP tỉnh Quảng Bình hỗ trợ vốn, cung cấp 2.100 gốc nấm linh chi và nấm sò, đồng thời hướng dẫn quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật. Nhờ tích cực chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mô hình trồng nấm của các thành viên trong tổ hợp tác đều bước đầu cho hiệu quả. Sau 4 tháng, mỗi hộ đều xuất bán thường xuyên 30-40kg nấm sò trên 1 tháng. Bên cạnh đó, với 1.500 gốc nấm linh chi đang bước vào thời kỳ thu hoạch lứa đầu tiên, với giá thị trường từ 400-600.000 đồng trên 1kg, ước tính mỗi hộ trồng nấm thu lãi trên 20 triệu đồng. Tổ trồng nấm của chúng tôi là đã thực hiện trồng nấm được 5 tháng và qua quá trình đi tập huấn, học hỏi kinh nghiệm từ cả cái tổ nấm và cả cái nhà nấm thì cả cái thành viên trong tổ là đã rút được cái kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc nấm của nhóm mình và qua đó là được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và cả cái chi hội là giúp cho chị em chúng tôi là đã thực hiện là chăm sóc nấm là rất là hiệu quả. Và hiện tại là cả cái thành viên trong tổ là đã có thu nhập ổn định từ việc trồng nấm. Trồng nấm cần nguồn vốn ít, quy trình kỹ thuật không khó, nhưng đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ, cẩn thận trong khâu chọn giống đến khâu chăm sóc và thu hoạch, nhất là phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình phát triển của nấm để có biện pháp can thiệp kỹ thuật kịp thời giúp nấm phát triển tốt hơn. Trồng nấm có thể tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi tại chỗ, công chăm sóc ít nhưng hiệu quả cao hơn nhiều so với làm ruộng. Trong đó, nấm sò đem lại hiệu quả cao hơn cả do chi phí giống thấp, dễ phát triển và thời gian thu hoạch nhanh. Hiện nay, nhu cầu của thị trường về nấm khá phong phú, giá thành cao nên nấm thành phẩm được tiêu thụ dễ dàng. Thì trong thời gian qua thì coi như là biết hội nông dân đã xây dựng được cái thành lập được tổ hợp tác trong nấm. Thì qua thời gian tập huấn và hướng dẫn thì bà con đã được tham quan mô hình và đã về được áp dụng vào á thì đã có thu nhập ổn định. Nói chung là nấm thì trồng thì như ba loại, trong đó còn nấm sò, nấm linh chi và mộc nhĩ. Nhưng mà cứ bản đầu thì cái tuổi nấm thì cái nấm linh chi thì có thời gian, còn nấm sò thì cứ thu nhập 15 tháng, nhưng mà là một tháng là bình quân 1 triệu. Cho nên cái đó là vừa ở đây thì biết hồi cũng là một vấn đề thì từ cái mô hình hợp tác tổ hợp tác tại thôn Công Hoa thì để nhân rộng lên toàn xã. Để cho bà con là có thu nhập ổn định và tạo được công ăn việc làm cho bà con nông dân. Với những ưu điểm vượt trội so với một số cây trồng khác, mô hình trồng nấm đang bắt đầu cho thấy hiệu quả và mở ra triển vọng về một người mới ở xã Cao Quảng. Bên cạnh việc khuyến khích nhân rộng mô hình, chính quyền địa phương xã Cao Quảng cần thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ vốn, kỹ thuật và đảm bảo thị trường đầu ra lâu dài cho sản phẩm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao sinh kế cho người dân trên địa bàn. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hòa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.